tóm tắt về kỳ án số 163, kẻ buôn bán thịt người ở chợ Nam Môn. Vào năm 2012, tại Vân Nam Trung Quốc đã xảy ra một vụ đại án kinh hoàng ghê rợn. Nó đã làm chấn động cả đất nước này một thời gian. Theo như lời khai của Vinh, hắn đã giết tổng cộng hơn 20 người, đa phần là các thanh thiếu niên. Sau khi giết người thì hắn sẽ bắt đầu lọc thịt của họ, xương thì được chôn trong nhà. Hơn 20 người và hơn 40 con người sẽ được hắn dùng để ngâm rượu. Trong nhà của hắn lúc này treo đầy những tảng thịt muối. Đây đều là thịt đùi và mông của những người bị hại. Những chỗ thịt vụn khác thì đều bị hắn đem làm thức ăn cho ba con chó được nuôi trong nhà. Lợn nhà hắn nuôi cũng đều lớn lên bằng cách ăn thịt người. Còn những phần thịt ăn không hết thì hắn sẽ bán lại cho người dân xung quanh và nói là thịt đã điều. Vậy thời tuổi thơ ấu của con quỷ ăn thịt người này đã trải qua những gì mà giờ hắn ta lại mất hết nhân tính người như thế? Mọi người có thể xem chi tiết ở kỳ án 163 sẽ được sớm phát sóng tại kênh Kỳ án Thế kỷ. Công lý sẽ không ngừng truy đuổi kẻ sát nhân.